Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một vài các cái chi tiết, các cái cấu kiện để khi mà mình thi công cái nhà thờ họ. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cái phần mà khuôn của cái hoành. Hoành là cái phần mà nằm ở trên mái ấy. Thì khi thông thường chúng ta làm ấy, thì chúng ta sẽ phải làm cái kéo cái hoành này trước. Tức là đây là cái phần khuôn của cái hoành này. Các bạn sẽ làm dạng hình chữ U như này. Và khi mà thi công ấy thì các bạn sẽ đan sắt và các bạn đặt vào đây. Thì đặt lên và đổ cái phần bê tông này vào này. Thì đây là cái phần hoành. Phần thứ hai nó sẽ là cái phần rôi. Cái phần hoành này, phần rôi. Rôi thì đây chúng ta cũng phải kéo sẵn như này. Chúng ta sẽ kéo hàng loạt với một kích thước cố định. Và khi làm đến đâu thì chúng ta sẽ cắt đến đấy. Và cả cái phần rôi và phần hoành này, thì cái phần xương này của nó là khoảng tầm 1 phân rưỡi. Thì bên trong nó đều có thép nhé. Nó có các cái lớp thép ly như này, thép 4 ấy. Thì để khi chúng ta thi công thì nó sẽ, khi chúng ta di chuyển ấy, vận chuyển nó sẽ không bị gãy. Đây là cái khuôn hoành và rôi. Còn đây nó sẽ là cái khuôn của cái xà. Đây. Cái xà ấy thì khi chúng ta làm khuôn sẵn thì nó sẽ như này. Các bạn, đây xà nó sẽ như này. Thì chúng ta sẽ kéo sẵn như này. Và khi các bạn đặt lên xà thì các bạn sẽ đặt lên như này, và bên trong chúng ta sẽ làm thép và đổ bê tông như bình thường. Thì đây là cái phần mà về xà. Xà này nó sẽ có rất là nhiều loại này, quá giang các thứ, câu đầu các thứ. Còn đây là các cái hoa văn này là đúc sẵn. Hoa văn này thì cái này nó sẽ có khuôn sẵn này, khuôn mềm, và các bạn sẽ đổ. Đổ xong thì nếu mà nó sẽ cần gắn vào xà thì chúng ta sẽ gắn nó vào xà. Gắn thì không phải là gắn các bạn, không phải là gắn các bạn bằng cách là khoan vít đâu ạ. Cái này gắn ấy, chúng ta sẽ là gắn trực tiếp nó vào đây và chúng ta đổ chết luôn ấy, chứ không phải là như các bạn làm là như nhiều người, người ta sẽ gắn bằng vít vào. Ngoài ra thì còn có cái khuôn cột. Cái phần cột ấy, phần cột mà các bạn cần thì chúng ta cũng sẽ làm khuôn như này. Và bên trong các bạn sẽ đặt thép và đổ trực tiếp luôn. Thì sẽ không phải là quấn bằng tôn nữa. Và đây nó sẽ là cái hoa văn của cái đầu bẩy. Đây, đầu bẩy sẽ làm thành khuôn như này. Có hoa văn sẵn đây. Đó, và chúng ta cũng sẽ đổ, làm sắt và đổ bê tông bên trong. Thì đây là một vài cái chi tiết mà thông thường chúng ta hay làm trong cái nhà thờ. Thì nếu các bạn cần hỏi hay có một câu hỏi gì đấy về nhà thờ họ, các bạn có thể liên hệ mình thì mình sẽ giải đáp cho các bạn những câu hỏi đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.